về cái ổ dịch mới ở tại Hải Dương. Thì vì cớ miên man đến người nội của mình ở đây, tôi lại nhớ ở trong cái quyển Muôn Phật mà ngày xưa nội tôi học và người biết ở trong đó. Rồi tôi đến học viện Chúa với hội thánh của Chúa ở tại thành phố Hải Dương vào lúc bấy giờ đó là năm 1927, Hội Tin Lành Đông Pháp. Hội Tin Lành Đông Pháp 1927, từ Hà Nội đi đến Hải Dương, rồi từ Hải Dương đi đến Quảng Ninh. Mãi từ đó đến bây giờ tôi không có cơ hội ghé lại thành phố Hải Dương để xem cái nơi mà nội mình đã từng hầu việc Chúa tại đó, trong tư cách một truyền đạo sinh tập sự tại đó. Bây giờ tại đó là mục sư Vũ Hùng Cường, và có thể nói là cụ mục sư Vũ Hùng Cường vì ông 82 tuổi rồi. 82 tuổi không có người thay thế, cho nên đáng cái tuổi hưu trí thì vẫn còn ở đó. Nhưng mà hồi thánh của Chúa chỉ thay được cái máy tôn của nhà thờ bằng cái máy ngói bây giờ cho nó thanh lịch hơn mà thôi, chứ nhà thờ cũng vẫn là nhà thờ của những năm 1927 đó. Chỉ dừng lại như vậy, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài. Vì sao? Trong gia đình của con người năm về trước, 20 năm về trước, có người đã tiếp nhận được ánh sáng phúc âm để được qua đó còn tồn tại trong cái gia đình của mình, trong gia tộc của mình, trong dòng họ của mình cho đến ngày hôm nay. Đó là trải nghiệm của chính tôi trong tư cách một người ở thế hệ thứ ba biết về ánh sáng phúc âm, tức là Chúa Giêsu, để được Chúa dùng, để được Chúa gọi, để được Chúa trang bị hầu việc Chúa như ngày hôm nay. Thì thứ hai tối nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh, và nhất là những thân hữu có mặt trong nhà của Chúa tối nay, đó là phước hạnh cho người nhận ánh sáng phúc âm. Người nhận phúc âm được phước hạnh gì? Matthew chương 4 câu 16 đã chép: dân đã ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng của sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Dân đã ngồi trong chỗ tối tăm thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng của sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Phước hạnh cho người nhận ánh sáng phúc âm là thấy được ánh sáng, trải nghiệm được ánh sáng, và ánh sáng đã mang đến cái phước lành ở trên đời sống của người đó. Vì đó sẽ từ tối tăm mà qua sáng lạ. Nhưng tôi có lần thưa lại với con cái của Chúa, cách nhà của ba má tôi ở bây giờ khoảng chừng 400 mét. Ngày xưa khi còn bé nhỏ của tôi đấy, thì tôi biết là nơi đó có một cái miếu, và nơi đó cũng có một bụi tre mạnh tông và một bụi tre gai, hai bụi nằm cách nhau chừng khoảng 3 đến 5 mét mà thôi. Tại đó có một cái miếu như vậy. Và dường như ở trong gia đình, trong tộc của tôi, hết người này cúng kiến thì đến người kia cúng kiến, nhưng riêng nội tôi tin Chúa rồi, nội tôi đâu có cúng cái gì. Cho nên người ta cho biết rằng những con cháu của gia đình của nội tôi sẽ bị diệt vong, mà tôi không còn có thể sống được, và vì cớ không có cúng kiến ở cái am, cái miếu đó. Và ngày kia có một cái cây tre nó ngã, nó nằm xuống như vậy, mọi người phải đi một cái đường khác cách đó 50 mét, tránh cái cây tre mà bị gãy đó. Thì tôi cũng đi qua như vậy, nhưng mà tôi nhỏ, rồi hai anh của tôi, con của người bác của tôi cũng quá nhỏ, cho nên chúng tôi leo qua cây tre thì rất là khó qua, cho nên chúng tôi mọt xuống và chung lù ở dưới cây tre đó để chúng tôi qua bên kia. Đấy, người ta nói là không được phép đi qua, bây giờ đi lù cũng như vậy thôi, tức là phạm tội với thần thánh đó. Tôi về tôi nói với nội tôi: nội ơi, con muốn đi qua đó, đi vào khu vực đó, con mua kẹo gừng, con mua kẹo dừa để ăn thôi, nhưng bây giờ đi xa như vậy khó đi lắm. Nội tôi hỏi: sao vậy? Tôi nói: có cây tre nó chỗ lắm, như vậy sao đi được nội? Ông nội tôi về và ông mài cái búa đó, búa đó rồi và bén, ông vô đốn hết cái cây đó. Thì mấy ông bà ở trong gia tộc đó nói rằng: trước sau gì ba Thiệt cũng chết rồi. Ông nội tôi là Nguyễn Thành Thiệt,
Bây giờ nếu gọi tên theo bây giờ là mình thành thật á, nhưng mà ngày xưa thì có gọi là thật, gọi là hiền. Nhưng mà khi tôi đổ tôi đốn cây tre rồi, trải lá nó hết, đọt nó hết, đem về thầy với mương đó để ngâm một số ngày rồi đem lên làm việc này việc khác, chẳng chết chóc gì cả. Nhưng mà trong gia tộc rất là sợ, hết cung kiến tới việc này tới việc khác. Nhưng mà nội tôi đã từ tối tâm qua sáng láng rồi, không còn làm nô lệ cho ma quỷ nữa. Như bài hát mà khi nãy anh Hoàng Giang đã hát đấy, thì chúng ta rời bỏ cái sự tối tâm đó để bước theo Chúa, tìm cái ánh sáng đó để chúng ta sống xứng đáng cho Chúa đấng yêu thương chúng ta. Trong Kinh Thánh có nói một câu chuyện về một chàng thanh thiếu niên mang tên là Onesim. Chắc thân hữu là chưa lần nào nghe cái chữ Onesim này, nhưng con cái của Chúa ngồi trong đền thờ tối hôm nay thì không có xa lạ gì tới tên của anh Onesim cả. Onesim vốn là một người đầy tớ trong gia đình của một ông chủ mang tên là Philemon. Philemon, ở đây là Onesim. Có thể lắm gia đình ít người hoặc là sơ hở thế nào đó trong tài sản của mình cho nên bị mất mát. Mà cái sự mất mát đó thì không ai xa lạ hết, vì là người làm ở trong nhà mà thôi, cho nên quy tội cho Onesim. Onesim bị bắt đưa vào trong chốn ngục tù, và không biết bao nhiêu nhà giam đã giam Onesim chúng ta không rõ. Nhưng mà cuối cùng thì Onesim đi vào nhà giam ở tại La Mã, và tại nơi đó gặp được tôi lớn của Chúa mang tên là Phao-lô. Ông cũng đang ở tù vì đạo của Chúa tại nơi đó, giới thiệu về Chúa Giê-xu, giới thiệu về ánh sáng phúc âm để Onesim biết và tin nhận Chúa. Cho nên ngay trong cái chỗ ngục tù đó, Chúa đã biến đổi một con người mang tên là Onesim, và Phao-lô đã viết thư nhắc nhở, khích lệ Philemon tiếp nhận Onesim trở lại. Ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lợi lắm. Ngày trước không ích lợi gì hết, càng ngày càng ở thì càng mất mát đồ đạc mà thôi, nhưng bây giờ thì ích lợi lắm. Lại ích lợi cho công việc Chúa, và ích lợi cho tôi nữa. Bây giờ tôi coi người như là con nuôi của tôi như vậy, con trong đức tin của tôi như vậy. Như vậy cái phước hạnh cho một người tiếp nhận ánh sáng phúc âm là Chúa thay đổi đời sống của người đó, từ tối tâm qua sáng lạng. Ngài thay đổi bản tánh của người đó, trước đây hư, trước đây xấu, bây giờ trở thành một người hữu dụng, trở thành một người tốt ở trong gia đình. Thưa con linh của Chúa, thế thì ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, không phải là Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta từ tối tâm qua sáng láng mà thôi, mà Ngài cũng lại dùng chúng ta để phản chiếu sự vinh quang của Ngài nữa, phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Trong thơ Philip chương thứ 2 câu 13 đến câu 15 đã nói lên cái trải nghiệm này. Philip chương thứ 2 câu 13 cho đến câu thứ 15. Tôi xin đọc lời của Chúa ở đây. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, không quýt, không tỳ, không gì giống như vậy. Lại ở giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Không phải chỉ tín hữu của thành phố Philip thuộc đế quốc La Mã trong vùng Macedon, nhưng ngày hôm nay vô luận ở thành phố nào, ở thị trấn nào, ở phường nào, có con cái của Chúa là người đã tiếp nhận ánh sáng phúc âm thì đời sống được thay đổi và phản chiếu vinh quang của Ngài. Tôi đã thích bài thánh ca 84, nhưng mà trong chương trình tối hôm nay thì không có ban hát nào hát bài thánh ca 84 hết. Hội thánh của Chúa nhớ bài thánh ca 84 là bài gì? Ánh sáng của thế giới duy Giê-xu. Toàn dân trên đất sống trong tội đêm dài tăm tối,
Đấy. Ánh sáng của thế giới duy Giê-xu. Một người tiếp nhận ánh sáng của phúc âm tức là Chúa Giê-xu rồi, đời sống được thay đổi và đồng thời trở thành con người phản chiếu vinh quang của Chúa. Tôi cũng cố gắng xem lại những sách Bồi Linh, trước nhất là cho mình và sau để làm tư liệu giảng dạy cho hội thánh của Chúa. Trong đó có cái tư liệu của tiến sĩ Robert Alexander Torrey. Ông là người viết một cái quyển sách rất là hay, đó là quyển sách Nói Nhỏ Với Tay Đánh Lưới Người, tức là nói chuyện là nhỏ đối với một sư truyền đạo đấy. Đấy, và sự cầu nguyện 1, 2 rồi Đức Thánh Linh 1, 2, 3 của tiến sĩ Torrey đó. Torrey vốn là một nhà truyền đạo trứ danh, đã được Đức Chúa Trời dùng cứu nhiều người hư mất, nhưng khi còn trẻ ông đã chìm sâu trong tội lỗi. Ông không tin nơi Đức Chúa Trời của mẹ mình, ông không tin Kinh Thánh và không tin thiên đàng hay địa ngục. Nhưng mẹ ông là một tín đồ sốt sáng, bà thuyết phục ông rằng: "Con ơi, khi nào con đi bước đường cùng, giờ đèn tối nhất, con hãy quay lại cùng Đức Chúa Trời của mẹ." Đó là lời khuyên của người mẹ của Tori. Cuối cùng, ông bảo với mẹ rằng: "Con chán lắm rồi, con sẽ bỏ nhà để đi, con không còn quấy rầy mẹ." Mà mẹ cũng không còn nói làm cho con nhức đầu nữa. Bà mẹ ra tận cửa khuyên con, cầu nguyện cho con, rồi nhìn con rời gia đình của mình. "Con ơi, lúc nào đen tối nhất trong đời con, khi con thấy mất tất cả rồi, con hãy thành tâm cầu xin Đức Chúa Trời của mẹ và con quay lại tìm kiếm Ngài, ắt Ngài sẽ nâng đỡ con." Đó là lời khuyên của mẹ của tôi. Bỏ nhà ra đi, tôi chìm sâu trong hố sâu của tội lỗi. Và cuối cùng, một ngày kia ông ở trong một phòng của khách sạn, không thể nào ngủ được. Ông chán ngán về cơn tội lỗi và cả cuộc đời của mình. Ông quyết định sẽ vào trong cái căn phòng của khách sạn đó, tìm cách lấy cho được cái khẩu súng của người bảo vệ khách sạn đó và ông quyên sinh để kết liễu cuộc đời của ông. Nhưng đang khi ông tò mò để đi đến đó, thì ông nhớ lời của mẹ: "Con ơi, lúc đen tối nhất đời con, khi mà con thấy mất mát tất cả mọi sự rồi, nếu con thành tâm cầu xin Đức Chúa Trời của mẹ, con hãy tìm kiếm Ngài, ắt Ngài sẽ nâng đỡ con." Lời đó đã đủ để khiến cho Tori bỏ cái cuộc quy sinh của chính mình trong đêm đó và quay trở lại căn phòng mà mình đang ngủ đó, cầu nguyện với Chúa và quay trở về với mẹ mình, và nhất là quay trở về với chính Chúa. Cuộc đời của Tori kể từ đó không còn ở trong muốn bùng của tội lỗi trong sự tối tăm nữa, mà trở thành một con người mới, và chính Chúa gọi để ông dâng mình cho Chúa và trở thành một nhà truyền giáo. Ông rất là sốt sắng trong việc học hành, đến nỗi có cả học vị tiến sĩ nữa, và trở thành một trong những người Chúa sử dụng cho cuộc phục hưng đối với Cơ Đốc giáo ở trên thế giới. Tối hôm nay, xin Chúa giúp đỡ cho từng cuộc đời của chúng ta. Các anh chị em là những thân hữu được các bạn bè trong hội thánh mời vào tối nay ở đây. Chúng ta không biết ngày mai ra thế nào. Chúng ta chỉ biết một điều, đó là linh hồn của con, tâm trí của con, thân thể của con thuộc về Ngài. Con xin tiếp nhận ánh sáng của phúc âm của Chúa tối nay. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Có thể các bạn đang ở trong một ngôi nhà không có tiện nghi, sự tối tăm về việc này việc khác đang phụ trợ, nhưng Chúa không bao giờ từ bỏ nếu các bạn đến với ánh sáng của Ngài. Căn nhà của chúng ta dầu nhỏ bé, dầu đơn sơ, dầu nghèo nàn đến đâu, nhưng một khi chúng ta mở cửa nhà mình, dầu đó là cửa sổ hoặc đó là cái cửa đi ra đi vào, ánh sáng sẽ tràn vào. Chúa Giêsu không từ nan khi Ngài thấy có một người có cả tấm lòng tìm kiếm Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta và xin Chúa giúp cho các bạn tìm được ánh sáng phúc âm ngay trong tối hôm nay. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa.
người với ta. Sự thân mật của Chúa của chúng ta không phải chỉ là một vị khách, mà Ngài là chủ nhà, tức là chủ đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban ơn lành để tối hôm nay các bạn là thân hữu sẽ tiếp nhận thánh sanh phúc âm. Con cái của Chúa nhìn lại có điều gì đã làm cho căn nhà của chúng ta mất đi ánh sáng của phúc âm đó, và chúng ta vô tình làm cho người khác bị phất phạm về đời sống của mình. Xin Chúa cứu chúng ta và cho chúng ta ngăn với Ngài để ánh sáng phúc âm trao hòa ở trong cộng đồng của người theo Chúa, trong từng cuộc đời của anh chị em sống nhiều ở thế gian này, chiếu sáng giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, cái đó của thế gian, cái đó không phải của chúng ta. Chúng ta sống một đời sống của người Cơ Đốc giữa trần gian này.